Xin chào quý anh chị, tôi đang ở Vinhome Grand World Hà Nội. Hôm nay là thứ hai nhé, nhưng mà thực sự là dân ở đây về rất đông. Tôi chưa tưởng tượng ra được là sao cái sức hút của Grand World nó lại mạnh mẽ như vậy, mà rất là nhiều người từ ngoại tỉnh cho đến trung tâm thành phố Hà Nội cũng về đây. Nhiều người đánh cái những xe 24 chỗ ngồi, 29 chỗ ngồi, rồi rất là nhiều xe khách, xe cá nhân về đây rất là đông. Đặc biệt là những cái đôi vợ chồng trẻ mới cưới, rồi những cái cô gì, những cái cô bác, hoặc là những cái quý bà khoảng 50-60 tuổi và đây chụp ảnh lưu lại những cái thời khắc lịch sử của mình, như lưu lại cái tuổi thanh xuân của mình, lưu lại những cái thời tuổi trung niên của mình ở đây, thực sự rất là đẹp. Và những cái đôi bạn trẻ về đây chụp ảnh cưới nhiều lắm các bạn. Thì đây cũng là một cái nơi check in rất là đẹp. Và tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã làm một cái chiến dịch, đó là cho thuê miễn phí trong vòng 2 năm. Năm thứ 3 bắt đầu mới tính tiền nhé. Thì rất là nhiều các doanh nghiệp đã về đây mở cửa hàng quán xá, từ cà phê, rồi giày da, giày dép, rất là nhiều các dịch vụ. Và hiện tại ở đây đang cho thuê miễn phí trong vòng 2 năm, năm thứ 3 mới tính tiền nhé. Quý anh chị nào mà quan tâm đến Vinhome Ocean Park với lại cái dòng sản phẩm mua ở khu vực Trà Là, thì chỗ mua là 7,8 tỷ, bây giờ đã hoàn thiện rồi, và muốn thanh lý đi là 5,6 tỷ, và có những cái căn là mua 10,5 tỷ, 75 m², mặt tiền 5 m, nhà 5 tầng, đường trước nhà ấy, là 20 m. Thì bây giờ đang bán là 8,2 tỷ bao phí. Quý anh chị nào quan tâm đến khu vực Vinhome Ocean Park nhé, thì để lại cái bình luận bên dưới, tôi có thể hỗ trợ quý anh chị. Rất là mong muốn phục vụ quý anh chị. Và các quý anh chị có thể về đây chụp ảnh, check in, lưu lại những thời khắc lịch sử của mình ở đây nhé. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.